Xin chào anh em, trở lại với server Nhất Kiếm anh em nhé. Server Nhất Kiếm. Đây là một Ác Nga Mi, có thể nói là Ác Nga Mi Boss của server nhé. Nga Mi Boss server đấy. Bây giờ thì là cùng xem cái Ác này nó có cái gì nào. Chắc hẳn nghe nhìn tên này thì rất nhiều anh em ở server Hợp Kiếm, Nhất Kiếm, Nhất Kiếm Hợp Kiếm thì đã biết ác này rồi. Nhưng bây giờ thì mình sẽ quay chi tiết anh em nhé. Chi tiết cái ác này, xem là nó có những cái gì ở trong tay này nha. Đầu tiên là trên người trước đi. Đồ đang mặc trên người anh em nhé. Một cái bá vương lệnh, anh em có thể nhìn thấy đó là max sao rồi, 7 sao, 3 dòng máu, vũ cổ kỹ thuật là 35 giây phiêu phi báp anh em nhé. Các bảo châu này, chu tước, thanh long, huyền vũ, bạch hổ, 4 mới hết rồi. Rồi đây là một cái long quan 80, tất cả thuộc tính chính nội thể thân, đang đi là hai viên kháng hỏa anh em nhé, nên nó sẽ mất một slot băng. Đây là một cái băng phách thần châm, thể là 235, thân là 205, mù. Cái này thì là phẩm giá là 1198 anh em nhé, toàn mỹ 1198 ấy. Một cái điệp luyến băng huyền, chính xác né thân, né thể thân, tinh thông hiện tại là 55. Một cái áo tinh thông 55, boss Nga Mi, boss chí đấy, cũng đã đang đi là hai viên kháng hỏa. Đây là một cái thiên ẩn này, băng giảm tốc. Một cái mão boss đang đi hai kháng hỏa, tinh thông 51. Cái này tinh thông 60 này, nội thủ né tránh nội lực thể lực thân pháp, dòng boss. Một cái uyển 99-100 nhá, khá là ngon đấy, nhìn ác, nhìn đồ ác này sướng ấy. Một cái phệ luân huyền thủ 97-98 anh em nhá. Một cái yêu đái 95-96, tinh thông 55. Còn đây là một cái giày 96-97. Đây là server Nhất Kiếm hợp thuộc Hợp Kiếm anh em nhá, chứ không phải là bảo kiếm đâu. Bảo kiếm những đồ này, những cái món này thì gọi là bình thường, như ở bên Hợp Nhất Kiếm Hợp Kiếm ấy, nó là boss rồi đấy. Đây là bốn cái nhẫn phù này, băng 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 đều 171 1891 hết anh em nhá. Đây này, tinh thông 53, cái này 60 này, cái này 53, 55, 50 đó, rất là ngon luôn. Có một cái này nó là chí, hai cái này đây, đây hai cái chí, hai cái công đây, để mình mặc lại cho nó đẹp này. Đây anh em nhá, đây này, một này, hai, đây là một cặp này, đây là một cặp này đó, rất là đẹp luôn. Băng trên người hiện tại đang ốp kháng hỏa này anh em nhá, thì nó băng còn lại là 10k. Tiếp đến là võ hồn này, võ hồn cấp 5 cũng đang đi hai viên kháng hỏa nên nó sẽ mất một slot băng. Thể lực đang là 830, thân pháp là 824, rất là ngon đấy. Rồi tiếp đến là chân nguyên này, tím tím ai xét anh em nha. Chỗ này mà đây đang đi thẻ anh em nhá, thì có, nếu mà anh em nào muốn đi băng ấy thì có thể làm thêm cái băng ở đây. Nhưng mà thường Nga Mi thì là thường Nga Mi thì muốn máu nó trâu lên thì là sẽ đi chân nguyên thẻ, ít người đi chân nguyên băng vào đấy đó. Rồi đây thẻ thì nó mắc rồi, mắc tím tím hết rồi. Rồi đến tiếp theo đó là thần mộc này, vương đỉnh. Thể lực đang là tầng 7, mắc rồi. Thân
đang tầng tầng 5, bắt đầu lên tầng 5 rồi. Dược dẫn còn tận 3k này. Chí thì không nói rồi, nội lực tầng 4. Cường lực thì không nói rồi, đây thể nói chung được thể tầng 7 rồi. Ok. Còn những cái đi kèm theo đó là bí tịch 9999 này. Quyển này là quyển huyền. Đây là băng. Còn đây là như mộng, là sát thương. Ba quyển này tuy nhiên là anh em nếu mà muốn cái thúy mộng này thì có thể nháy cái này ra, đẩy cái này lên, tùy. Nói chung lên như này được, luôn lên nốt quyển này là ngon. Không có gì quan trọng. Môn phái này thì đương nhiên là 119 thôi. Ngọc kiếm 119 thì kém. Nghệ này, ái dược cấp 5. Rồi mấy cái này thì không quan trọng, không quan trọng lắm. Đã có lát định thân. Đây khá định thân đây, ok. Cami quan trọng nhất mỗi cái này thôi, chả có gì nữa. Cái dược của nó chả có gì. Thú này, một con băng điêu long 4k, rất là đẹp, anh em có thể nhìn thấy ở đây này. Đó, ẩn người đi nhé, chụp cho đen, chụp một bức này. Tự nhiên lại có dòng chữ này, thôi tí chụp sau. Một con kim đồng ngọc nữ 4k1, một con phỉ 5k0, một con ảo hóa tôn mỹ 5k0 anh em nhé, một con rồng 4k0, một con rồng nữa, hai con rồng này, hai con rồng 4k0 và một con ngọc loan phượng 4k1. Pet này thì anh em liên hệ với chủ up nha, thì link ở phía dưới đó, link và giá ở phía dưới đó, link liên hệ và giá thì liên hệ với chủ up xem là có bán cùng pet hay không anh em nhé. Tại vì dàn pet này rất là khủng, dàn pet này rất là khủng ấy, nên là không biết là có bạn thì có bán cùng hay không. Chủ ác là nữ nên là anh em nhắn tin hết sức nhẹ nhàng nhá. Rồi bây giờ đến trong kho nào, có gì không? Chà chà, rất là nhiều đồ ở đây. Ui giời, ui giời. Ở tay nải trước đi này. Tay nải thì đang có một set, đó là đây hai cái này là cái băng này. Thì thôi cái này bỏ tí lại cho xong. Một set đó là né nội trí nhá. Né nội thể trí. Đây này. Y như nhau này. Đó, đều mắc điểm hết. Cái này, cái kiên này chưa mắc. Còn cái kiên và cái mão chưa mắc. Còn giày này, ưu đái này. Tay thì mắc rồi nhá anh em này. Nhìn này. Cái set này đang có sẵn ngập với kháng băng. Băng kháng độc. Anh em có thể tùy thay vào. Còn cái lúc nãy mình định nói đó là cái phù này này. Thì đây có một cái băng hội đây này. Thì anh em có thể thay nó qua đây. Đây thay vào đây. Đây để nó thành một set. Một set đẹp hơn. Thì tùy. Đấy. Đây là một cái băng nữa nhưng mà chưa có gì. Thần khí này. Rất là nhiều thần khí ở đây. Đây là minh giáo này. Đây là võ lang này. Búa đả nộ của tinh túc này. Thích rào thiếu lâm này, đề quyết của mộ dung này, cái này nhập diệt của thiên long, cái này của thiên sơn, cái này của nga mi, rất là vip. Rồi đây bộ nhẫn phù, đây là bộ băng huyền này, bốn cái nhẫn phù băng huyền, nội chính, nội lực, thể lực, thân pháp, cùng là 1886 nhá anh em nhá. À đây có đây 1891 này, đây chuyển cái này sang đây, đây anh em này, như nhau này. Có riêng cái này nó cao hơn chút. Đó. Đây là set thứ nhất. Cái set thứ hai đó là băng hỏa huyền. Đây. Đây là set thứ hai. Ngọc thì hiện tại đang ở trên người đang là ngọc băng. Nhưng mà đây huyền công dư rất nhiều đây anh em nhé. Huyền công dư rất nhiều đây này. Đó. Set thứ hai này. Còn dưới này là set gì đây? Set huyền một thuộc tính. Đây là set thứ ba. Thì set này đi với cái thần khí này.
Đây này anh em này, Huyền này, Huyền này, Huyền. Cùng là 171 1886 anh em nhá. Đó, Huyền này. Đây là băng Huyền thì nó đi mấy cái set này. Băng Huyền đi mấy set này. Còn mà cái set này thì anh em có thể đi tùy ý với một trong những cái thần khí ở đây, về băng Huyền đây này. Đấy. Ok, đây là ba set của bạn ý này. Một set trên người là 4. Tiếp theo này, đây là ở những cái ngọc dư thì đang được ốp ở đây. Đây là kháng độc này. Kháng độc, rất nhiều kháng độc ở đây. Bao la luôn, anh em có thể tùy ý, đây là nó cả cả nội lực này. Đây, Huyền đây, Huyền đây. Đây là Huyền công này, Huyền công có cả thân pháp này anh em này. Cái set này của bạn Lý đây này, đó là set nội thủ né tránh, nội lực, thể lực, trí lực, thân pháp. Cái set này thì nó sẽ không có hội thủ, tức là đây là cái set set thủ nhá anh em nhá. Ba set thủ đây này, đây này. Đó, rất là đẹp. 97 98 là mắc này. 100 101 102 mắc này. 98 99 tiếng một điểm. Đây là Ngọc Huyền Công. Một con ưng long huyễn hồn này. Tí nữa thì nó sẽ nói đến con này sau. Đây là một cái trùng lâu phản đang ngọc. Huyền Công. Trùng lâu phản nhá. Đây là một cái thần khí 4 thuộc tính. Thần khí 4 thuộc tính anh em nhá. Rồi đây là một cái uyển này, dòng bò mắc bót. Dòng bót thôi, chứ mắc. Bộ 4 thuộc tính ở đây. Đây là set tiếp theo này. Bỏ cái này xuống đây. Đây là set 4 thuộc tính này. Đấy, anh em nhìn thấy. Đây là bên này một một sắc mẹ set là mặc trên người này. Set thứ 2 này, set thứ 3 này, set thứ 4 này. Đây là set thứ 5. Set thứ 5 anh em nhá. Set thứ 5, hai loại ngọc, băng và quyền tùy anh em sử dụng. Làm kép cũng được, chứ chưa nói là đến phải là một loại. Đây là set thủ tiếp theo này, đây là set hai thủ này. Set hai thủ anh em nhé. À ba thủ, ba thủ. Nói theo ngôn ngữ của anh em, mình thì mình thường gọi nó là hai thủ, tại vì mình không tính hậu thủ kia. 97 là mắc này, 99 mắc này. Cái này 95 thiếu một điểm này. Cái này 99 này. Cái này 100 rồi này. Đây là một set nữa này, là 6 này. Đây là set thủ. Tiếp theo đây cũng là một set thủ. Set này thì là set 2 thủ này. Tinh thông 30, điều văn 8 đầy đủ. 1 2 Đây 3 này. 4 này. 5 5 set. Ok anh em nha, rất là ngon đấy. Tiếp này, nói nhanh không là clip nó kéo dài quá. Một cái băng phách kháng băng. À, đây là ba loại, chắc mình nghĩ là cái ám khí này ấy, mục đích là tùy từng cái skill như kìa. Anh em có thể nhìn thấy một cái là điểm huyệt này. Cái này là mù này. Đó, nó skill nó phải khác nhau để tùy vào mục đích sử dụng khác nhau. Và cái giật máu này là để ví dụ cho nó không tàng hình được này. Còn cái sát thương trực tiếp này đánh thằng nào kháng ấy, là không sao là vẫn ăn được sát thương này. Với lại cái trên người này vẫn là mù đang nội công. Thì cái skin khóa ấy, cũng tùy từng phái mà anh em sử dụng nha. Đánh nhau phái nào thì dùng phái đó. Còn đây là những cái set thêm. Đây là một cái long quan 80 này. Một long quan 80. À, một cái mão này cũng dòng hai thủ. Đây, tinh thông 30. Đây là liên băng. Đây là hai viên kháng nguyệt. Đây thân pháp. Ok, chưa nào điểm lại này. Một set đang mặc trên người này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 7 set đồ. 2 long quan 80.
Võ hồn 5 huyền đây. Cái này võ hồn này để theo theo nếu mà anh em là muốn đi huyền thì đi Nga Mi huyền thì có thể chuyển sang huyền được. Ok chưa nào? Còn ở đây là một set nữa. Đây một set thủ nữa anh em nhé. Set thủ này riêng biệt nữa. Và một cái trùng lâu phản. Rồi mà cái này lên chụp ảnh nha. Con rồng này sang bên này. Rồi. Ok, rồi, xong. Anh em nào mua thì có thể liên hệ với bạn ý ở dưới phần mô tả anh em nhé, dưới phần mô tả. Thì có link ở đó. Anh em nào mà không liên hệ được thì có thể inbox cho fanpage cũng có link ở dưới đó để biết thêm chi tiết nha.